dặm hơn cho cả người lớn. Bánh hỗ trợ tăng cân rất tốt nha. Mình sẽ bắt tay vào làm. Nguyên liệu gồm có sữa tươi không đường, lòng đỏ trứng gà, bột bắp, đường và phô mai. Đầu tiên mình sẽ cho trứng vào, thêm đường, đánh tan cho đến khi trứng đổi sang màu vàng nhạt. Cùng để cho sữa tươi vào, khuấy đều hỗn hợp. Được qua một lần hỗn hợp rồi cho vào chảo trứng dính. Thêm miếng phô mai vào. Đun nhà lửa và khuấy đều tan cho đến khi hỗn hợp được kiểu miệng. Như vậy là được rồi nè. Bọc kín màn màng thực phẩm. Rồi nguội bớt mình sẽ cho vào ngăn đá 30 phút. Sau 30 phút mình sẽ lấy ra, cắt thành miếng vừa ăn. Dùng lòng đỏ còn lại để phết lên mặt bánh. Mình sẽ xếp bánh lên trên đôi nếp. Dùng chổi quét lòng đỏ đều lên các mặt của bánh. Nóng lò 170 độ 10 phút. Mình sẽ nướng bánh 170 độ trong vòng 12 phút. Nướng trong lò và mỗi lò sẽ có nhiệt độ khác nhau nha. Bánh nướng xong sẽ được yên trong lò 5 phút sau mới lấy ra. Đây là thành phẩm của mình. Chúc các bạn thành công.